Xác định vệ sinh môi trường có vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thời gian qua, thị trấn Gia Khánh, huyện Bình Xuyên đã tập trung các nguồn lực cho công tác này và bước đầu đạt những kết quả quan trọng. Hiện tại, thị trấn Gia Khánh, huyện Bình Xuyên đã thành lập và duy trì hoạt động của Hợp tác xã Dịch vụ Môi trường. Hợp tác xã thực hiện thu gom rác thải sinh hoạt hàng ngày tại 17 khu dân cư, 2 chợ, 5 trường học trên địa bàn. Trong quá trình thực hiện, thị trấn Gia Khánh đã phát huy vai trò của các tổ liên gia và tổ chức đoàn thể. Tại đây, các khu dân cư, các tổ liên gia trên địa bàn thị trấn đã tự vận động các hộ gia đình trên địa bàn thu gom, vệ sinh đường làng ngõ xóm hàng ngày. Tất cả lượng rác thải sinh hoạt phát sinh được tập kết gọn gàng để lực lượng công nhân của Hợp tác xã Môi trường đến vận chuyển đưa về bãi rác tập trung để xử lý. Trong quá trình xử lý rác thải sinh hoạt, xuất phát từ điều kiện chưa đầu tư xây dựng được lò đốt rác, nên thị trấn Gia Khánh đã đầu tư khu đất trên 15.000 m2 để xây dựng bãi rác tập trung. Và tại đây, tất cả lượng rác thải tập kết về sẽ được công nhân môi trường trực tiếp phân loại. Những loại rác vô cơ sẽ được tận dụng tái chế phế liệu, những loại rác hữu cơ sẽ được chôn lấp để làm chất mùn trồng cây. Quá trình trồng cây xanh tại khu xử lý rác tập trung đã góp phần giảm bớt tác động tới môi trường từ việc chôn lấp rác thải sinh hoạt. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, thị trấn Gia Khánh, huyện Bình Xuyên vẫn tồn tại một số khó khăn, bất cập trong công tác vệ sinh môi trường. Trong đó, ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường của một bộ phận nhân dân còn hạn chế, vẫn còn tình trạng người dân bỏ rác không đúng quy định. Cùng với đó, quy trình xử lý rác thải sinh hoạt sau thu gom vẫn chủ yếu bằng biện pháp thủ công như chôn lấp và đốt trực tiếp. Đồng thời, công tác đầu tư và thực hiện ưu đãi cho người trực tiếp tham gia công tác vệ sinh môi trường còn thấp, nên họ chưa thực sự yên tâm gắn bó với công việc của mình. Công nhân môi trường thì báo cáo là lương là nó thấp, hai nữa là những cái dụng cụ an toàn cho người công nhân thì báo cáo là ít, một năm thì mỗi người được một bộ quần áo rồi những dụng cụ bảo hộ như là ủng, găng tay, rồi là nói chung là cái mức thù lao đối với công nhân môi trường là rất thấp. Thì hiện nay thì tôi vẫn thu theo cái quyết định của Hội đồng dân tỉnh là tính bình quân là cao nhất là 3.000 đồng một người một tháng, thì báo cáo là với cái số lượng rác thải như hiện nay thì nó không đáp ứng nổi đối với cái công sức người ta bỏ ra. Kiến nghị đề xuất của địa phương thì kiến nghị đầu tiên thì chúng tôi là muốn là có một cái lò đốt và xử lý rác thải để nó đảm bảo vệ sinh môi trường. Và cái thứ hai nữa là đề nghị là các cấp là quan tâm hơn về cái môi trường và đầu tư kinh phí để hỗ trợ cho công nhân, và nhất là cái đóng bảo hiểm y tế cho công nhân vệ sinh môi trường. Khắc phục những tồn tại hạn chế và phát huy những kết quả đạt được, tin tưởng trong thời gian tới, thị trấn Gia Khánh, huyện Bình Xuyên tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa công tác bảo vệ môi trường, đáp ứng quá trình phát triển bền vững của địa phương.